Cũng vào ngày hôm qua, ngày 17 tháng 2, phe biểu tình chống chính phủ Thái Lan tiếp tục gây náo động ở thủ đô Bangkok với chiêu trò dựng một bức tường bê tông chắn ngang cổng tòa nhà chính phủ và tuyên bố không cho Thủ tướng Dinglak Sinawat và nội các của bà vào làm việc. Từ sáng sớm, thủ lĩnh biểu tình Suthep Thausuban đã dẫn hàng nghìn người đổ về khu vực tòa nhà, hò hét phản đối và tổ chức lễ động thổ để người biểu tình dựng lên một bức tường bê tông rồi dùng vữa để cố định, trong khi những người khác chất thêm lốp xe và bao cát. Cùng ngày, người đứng đầu Trung tâm gìn giữ trật tự và hòa bình của chính phủ Thái Lan cho biết, từ hôm nay 18 tháng 2, cảnh sát Thái Lan sẽ chính thức ra quân đòi lại 5 khu vực công sở bị người biểu tình chiếm đóng, trong đó có tòa nhà chính phủ và trung tâm hành chính quốc gia.